Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Y tế Nghệ An, phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV và sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1 vào lúc 16:30 thứ bảy hàng tuần. Chương trình được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách phòng và trị bệnh nghe kém. Đây là một bệnh lý khá phổ biến hiện nay với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 2 Tăng Xuân Hải, trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Vâng, xin chào bác sĩ Tăng Xuân Hải ạ. Xin chào biên tập viên Hương Giang và xin chào tất cả các khán giả, khán thính giả đang theo dõi Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Và nhân hôm nay cũng là ngày 8 tháng 3 thì xin gửi lời chúc hạnh phúc tới riêng biên tập viên Hương Giang cũng như tất cả các khán giả thính giả là nữ giới đang theo dõi chương trình. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Mọi thắc mắc của quý vị về phòng và trị bệnh nghe kém hãy gọi trực tiếp về số điện thoại 0386262999. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại 0386262999. Và trước khi trao đổi với bác sĩ Tăng Xuân Hải thì xin mời quý vị cùng tìm hiểu một số thông tin về bệnh học thông qua phóng sự sau. Chị Lê Thị Hiếu, 23 tuổi, ở Diễn Đài, Diễn Châu, vào khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng tai bị chảy mủ, thùng màng nhĩ, viêm xương chũm hai bên dẫn đến nghe kém. Dạ, tôi bị bệnh viêm tai giữa là từ khi nghe học lớp 6. Dạ, và bây giờ thì nó trong quá trình thời gian dài nó cứ chảy mủ như vậy. Và tôi nghĩ rằng là bình thường chính bản thân em phát hiện ra, nhưng mà người khác họ phát hiện ra họ nói vậy. Đi vào bệnh viện thì mình về huyện, họ chuyển lên và bảo là mổ. Thực tế hiện nay số người mắc bệnh nghe kém như chị Hiếu khá cao, nhưng số người phát hiện ra bệnh rất ít. Hầu hết khi vào bệnh viện mới biết tình trạng bệnh của mình, nhất là những người trên 60 tuổi. Mỗi tháng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận trung bình 80 bệnh nhân kiểm tra thính lực và tỷ lệ nghe kém khoảng 90%. Trường hợp ông Hoàng Đình Thuận, xã Bình Sơn, Anh Sơn, Nghệ An là một ví dụ. Nhiều khi chưa được thật chứ mà nghe đôi khi cũng nghe rõ lắm. Dù vào đấy là bệnh viện lên chỗ khám trợ thính để kiểm tra coi là bên nào điếc, bên nào tỏ. Có cái máy trợ thính nó là về uống nghe được, mẹ từ múa lại nhưng mà về uống nghe được. Do thiếu hiểu biết, nhiều người bệnh tự mua máy trợ thính về dùng như ông Thuận. Khi chưa dùng còn nghe được, sau một thời gian dùng máy trợ thính, tình trạng nghe kém càng tồi tệ hơn, thậm chí có trường hợp điếc hẳn. Vâng ạ, xin được trao đổi với bác sĩ Tăng Xuân Hải là bác sĩ có thể cho biết là những cái nguyên nhân nào thì dẫn đến bệnh nghe kém không ạ? Thực ra cái tai của con người ta thì nhìn thì là một cái tai, nhưng mà nó có chia thành 3 bộ phận: tai ngoài, tai giữa và tai trong. Tất cả những cái bộ phận đó nó đều có những nguyên nhân có thể dẫn đến nghe kém. Ví dụ như là tai ngoài thì đơn giản như là một cái cục nút dưới tai cũng có thể làm chúng ta nghe kém. Hoặc đôi khi thì là một cái chấn thương, hoặc là một khối u nó chèn ép ở cái tai ngoài cũng có thể gây ra nghe kém. Thế còn ở tai giữa thì có nhiều nguyên nhân cũng dẫn đến nghe kém, ví dụ như là viêm nhiễm, những cái nhiễm trùng nó có thể làm thủng màng nhĩ hoặc nó làm tổn thương cái xương con, hoặc là cái hệ thống xương dẫn truyền âm thanh có thể gây ra nghe kém. Hoặc một số khối u vẫn có thể chèn ép ở đấy có thể gây ra nghe kém. Thế rồi là nguyên nhân ở tai trong, tức là cái phần tai thần kinh á, thì nó cũng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nghe kém. Ví dụ như ở trẻ con, do những cái quá trình sinh nở, thai nghén có thể bị nhiễm virus hay gì đó làm cho trẻ bị nghe kém từ đầu, dẫn đến cái bệnh câm điếc bẩm sinh. Hoặc ở người già thì do quá trình lão hóa nó tổn thương các tế bào thần kinh dẫn đến là cái nghe kém của tuổi già. Còn trong quá trình mình cuộc sống của mình có thể có những cái tác động đến, ví dụ tiếng ồn, môi trường tiếng ồn quá sức, hoặc là thanh niên hay nghe cái phone nghe nhạc cũng có thể dẫn đến cái nghe kém. Hoặc là dùng do quá trình mình ốm đau dùng thuốc, có một số thuốc có thể tác động đến thần kinh trung ương có thể nghe kém. Rồi là nhiễm virus hoặc là sốt quá cao có thể, những tất cả rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nghe kém. Vâng ạ. Thế thì biểu hiện của bệnh nghe kém là như thế nào? Thực ra thì bệnh nghe kém thì biểu hiện của nó là nghe kém, tuy nhiên thì nhiều người ta lại không phát hiện ra,
tức là khi không có đẻ sớm để nghe kém, mà đến lúc mà không nghe được nữa thì người ta mới đi khám chữa bệnh. Thế thì cũng qua cái truyền hình cũng khuyên các cái bạn khán giả và nhân dân nói chung á, thì khi mà bắt đầu tiên á, nó có một số cái biểu hiện thế này, tức là cái cuộc nói chuyện bình thường thế này thì người ta nghe bình thường, nhưng mình thỉnh thoảng lại phải nhắc họ, người ta lại nhắc lại một đôi câu vì mình nghe không rõ, thì lúc đấy là đã bắt đầu biểu hiện nghe kém rồi. Hoặc là một cái chương trình xem truyền hình thì người ta vẫn xem bình thường, mình phải chạy đến mình mở to cái loa truyền hình lên để nghe. Đấy đấy là những cái biểu hiện ban đầu rất là sớm, thì bây giờ khi có những biểu hiện đó là yêu cầu là phải đi khám sớm. Đối với bệnh tật là những nói chung và nghe kém nói riêng thì mình chữa sớm thì rất là hiệu quả. Vâng ạ. Thế thì như bác sĩ vừa nói là bệnh nghe kém khi mà phát hiện ra thì mình nên đi khám ngay lập tức. Thế thì nếu như mà không điều trị kịp thời cái bệnh nghe kém này thì có thể gây ra những cái biến chứng gì ạ thưa bác sĩ? Nghe kém thì là nó là một cái triệu chứng của rất là nhiều bệnh. Đấy. Thế thì riêng bản thân nghe kém, nếu như trẻ con nghe kém thì đầu tiên nếu mà trẻ nhỏ thì sau này sẽ không nói được. Trẻ bắt đầu đi học mà nghe kém thì rõ ràng là cái tiếp thu về kiến thức sẽ không được nhiều, sau đó thì trở nên những cái trẻ học rất là kém, và sau này ra trường đến lúc tức là sẽ không học hành được nghề nghiệp cẩn thận ổn định thì sẽ thành một cái gánh nặng cho xã hội. Thứ hai nữa là đối với những người mà nghe kém thì nó tạo ra một cái tâm lý là lúc nào cũng trầm cảm, dễ bị trầm cảm, bởi vì là mình không nghe được, cũng mình ngại tiếp xúc với xã hội, và một số người nghe kém luôn luôn có một cái ý nghĩ là những người khác đang tức giận mình. Và một vấn đề nữa là nghe kém thì nó là triệu chứng của rất là nhiều bệnh, có thể có những bệnh rất là nguy hiểm, nếu ban đầu mình chữa, mình phát hiện ra ngay thì mình chữa sớm. Ví dụ như là những cái viêm tai có thể gây biến chứng nội sọ, hoặc là những khối u có thể gây nghe đâu, mà triệu chứng ban đầu của nó là ù tai và nghe kém mà mình không phát hiện sớm là rất nguy hiểm. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16:30 thứ Bảy hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV và sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Hãy gọi trực tiếp về số điện thoại 0386262999 để nêu những thắc mắc của quý vị và các bạn về phòng và điều trị bệnh nghe kém. Trong mục trả lời thư khán thính giả, chúng tôi xin được nêu một số câu hỏi như sau. Câu hỏi đầu tiên là của bác Đặng Văn Minh ở khối 5, phường Lượng Cung. Tôi năm nay 67 tuổi. Năm 2012 tôi có bị tai biến mạch máu não nhẹ. Từ đó tới giờ tôi có cảm giác mình hơi nghễnh ngãng và nghe không rõ lắm. Xin hỏi bác sĩ có phải tôi bị nghe kém do hậu quả của tai biến không ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho bác Minh ạ. Bệnh tai biến mạch máu não nó có thể kèm theo là một cái nghe kém, bởi vì tai biến mạch máu não là một cái bệnh mà nó có thể do thiếu máu não hoặc là do cái tổn thương mạch máu nó làm hỏng một cái vùng thần kinh ở trung ương á, thì dẫn có thể cái vùng nó liên quan đến cái phần cảm nhận âm thanh, nó làm cho nghe kém. Và bác bị sau cái đợt tai biến mạch máu não và nghe tai cảm thấy nghẽn ngãng là cũng hợp lý và không có gì là sai cả. Tuy nhiên thì khuyên bác rằng là khi mình cảm thấy nghe không rõ thì mình phải đi kiểm tra ngay xem mức độ mình nghe kém thế nào, và sẽ có những cái biện pháp sử dụng máy trợ thính để ngay từ đầu á, thì lúc đó thì nó sẽ giữ được cái ổn định cái nghe kém của bác. Còn nếu không á, bác không mà không cứ để như thế thì cái việc nghe kém của bác sẽ tiến triển nhanh và bác sau này bác sẽ không nghe được nữa. Vâng ạ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Nguyễn Thị Xuân ở Đồng Nai ạ. Vâng ạ, xin chào chị Xuân ạ. Dạ em nghe đây ạ. Dạ. Chị ơi. Alo. Vâng ạ, ở Đồng Nai thì chị có hay theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền Nghệ An không ạ? Dạ có, tuần này em gửi xem ạ. Vâng ạ, chị có thể trao đổi thắc mắc của mình đi ạ. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Vâng, chị nói to một tí. Bác sĩ em hỏi là... Chị nói ạ. Chị cứ trao đổi đi ạ. Dạ, bác sĩ ơi em hỏi là em có một cháu trai năm nay là 25 tuổi, nhưng mà cái hồi 2 tuổi cháu nó bị viêm tay giữa bác sĩ ạ. Vâng. Thì thời gian sau này thì cháu không đến khi vào thành phố đi điều trị là hồi gần 3 tuổi là cháu nó hết mủ ra, vì cái năm 2 tuổi là cháu nó mủ ra tay nhiều lắm. Vâng. Thì cái năm đó là em mới đưa cháu vào Sài Gòn đi chữa. Thì lâu lâu thì cháu nó nghiêng nghiêng đầu nó vẫn ra một chút ít, mà nó không có đau. Em hỏi bác sĩ thì về sau này cháu nó có bị điếc không ạ?
cái viêm tai giữa ở trẻ con thì nói chung là cái tần suất bị là tương đối nhiều. Nếu như mình chữa sớm kịp thời, tức là tai khi nó bị viêm tai giữa và chảy mủ lúc ấy là màng nhĩ nó thủng rồi. Nếu như mình chữa sớm kịp thời thì tai nó khô mủ sớm và lúc đó thì màng nhĩ nó tự liền lại và hầu như không ảnh hưởng đến thính lực. Nên nếu mình chữa sớm kịp thời và tai nó khỏi từ ngày đến giờ nó không bị lại nữa thì tôi nghĩ là tai cháu thính lực là ổn định, không vấn đề gì. Dạ. Vậy chị có hỏi thêm gì nữa không ạ? Cho em hỏi là như ông bố em ạ, là ở ngoài Nghệ An ạ, bây giờ là ông năm nay là cũng đến 90 rồi ạ. Vâng. Mà ông thường xuyên đeo cái thính tai như vậy thì có ảnh hưởng lắm ạ. Nhiều khi một tụi em gọi điện thoại về là ông đeo như vậy có ảnh hưởng lắm, có nên cho ông đeo nhiều không ạ? Vâng. Ở tuổi già thì trên 80-75 tuổi là khoảng 50% người là đã nghe kém rồi. Và những người nghe kém đó thì rất là nên là đeo máy trợ thính. Bởi vì cái việc đeo máy trợ thính ấy, không những nghe giúp cho người ta được nghe được âm thanh để hoạt động trong cái cuộc sống đời thường ấy, mà nó còn có tác dụng là kích thích những cái tế bào thần kinh để nó không bị suy thoái tiếp theo. Cho nên việc đeo là rất là nên. Bác sĩ có thể khuyên một chút cho chị Mai là cái máy trợ thính thì mình nên chọn như thế nào? Tuy nhiên á, thì cái việc đeo máy trợ thính á, thì mình phải nên đưa ông đến những cái trung tâm về tai mũi họng mà có đo được thính lực để người ta kiểm tra xem là mức độ điếc của người nhà của bệnh nhân mức độ như thế nào, sau đó mới tư vấn những cái loại máy hợp lý để đeo. Chứ nếu đeo máy trợ thính mà không hợp lý thì có khi lại phản tác dụng, làm hại cho bệnh nhân. Vâng ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ và xin cảm ơn chị Mai đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với chị Huệ ở Trung Đô ạ. Xin chào chị ạ. Alo. Vâng ạ, xin chào chị Huệ ạ. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Vâng. Vâng, chị có thể trao đổi trực tiếp ý mình muốn hỏi với bác sĩ đi ạ. Vâng, tôi là Minh Huệ ở khối 10 của Bến Thủy, Trung Đô. Tôi xin được hỏi bác sĩ là lâu nay tôi bị u tai và nghe kém, đi khám bác sĩ bảo là bị màng nhĩ thì bình thường, nhưng mà và cũng có cái đơn thuốc nhưng không thấy đỡ u tai. Và cho tôi xin được hỏi là ngoài uống thuốc ra thì còn có cái biện pháp gì nữa để khắc phục cái hiện tượng u tai của tôi? Và vì một tháng nay thì tôi cảm thấy rằng là cái hiện tượng u đấy nó càng có vẻ căng hơn. Nói ù tai nghe kém thì thực ra đó là cũng là một triệu chứng của rất nhiều cái bệnh lý về tai. Có thể bệnh lý ở tai giữa cũng có thể gây ù tai nghe kém, tuy là màng nhĩ có thể bình thường, hoặc là cũng có thể là những bệnh lý ở tai trong, tai thần kinh cũng có thể là gây nên cái nguyên nhân ù tai và nghe kém. Thế thì để mà khám cái bệnh này cho thật là cẩn thận á, thì chị phải được không những khám để kiểm tra về màng nhĩ, mà màng nhĩ bình thường rồi thì bắt buộc chị phải được kiểm tra các cái biện pháp khác về thính lực để xác định được cái nguyên nhân ù tai xem nó nằm ở khu vực nào trong cái phần tai của mình. Sau đó thì bác sĩ mới có các cái biện pháp, cái đơn thuốc để chữa cho bạn và nếu như cho chị, và nếu như mà chị có thể đến bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An ở khoa tai mũi họng thì có cái máy đo thính lực nhĩ lượng rất là tốt, và chị đến đó thì chúng tôi sẽ đo kiểm tra cho chị và sau đó mới có lời khuyên cho chị để chữa bệnh được. Vâng ạ. Xin cảm ơn chị Huệ đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với chị Lý ở Hưng Nguyên ạ. Xin chào chị ạ. Xin chào chị Lý ạ. Dạ, em chào chị ạ. Vâng. Chị có thắc mắc gì về bệnh nghe kém chị cứ trao đổi với bác sĩ đi ạ. Dạ. Em chào bác sĩ ạ. Vâng, chào chị. Dạ, em ở tổng cục. Em có câu hỏi bác sĩ giúp đỡ em nè ạ. Dạ, con em năm nay 2 tuổi, còn em khám là bị viêm tai giữa. Và bác sĩ em bảo là có chiếc mân gì. Và em chỉ có chiếc mân gì là vì trước không là bị kẻ bị viêm. Và em có chiếc mân có bị ảnh hưởng gì sức khỏe của cháu không ạ? Vâng. Vâng, cảm ơn chị. Đối với trẻ con á, bị viêm tai giữa mủ thì khi mà đến cái giai đoạn nhất định thì bác sĩ sẽ chỉ định là phải trích màng nhĩ để tháo mủ ra. Đó là cái thủ thuật bình thường và giúp cho bệnh nhân nhanh khỏi bệnh. Cái việc mà trích màng nhĩ thì gần như nếu mà điều trị cho đúng thì bệnh nhân rất là nhanh khỏi. Chỉ sau khi tai nó khô mủ cái là màng nhĩ nó khỏi, nó liền lại ngay.
và việc đó thì gần như là không ảnh hưởng gì lắm đến cái việc là thính lực của cháu sau này. Chỉ có cái việc để cái tai của cháu nó bị viêm kéo dài mà mình không trích ra thì dẫn đến là tự màng nhĩ nó cũng tự vỡ ra để chảy mủ ra, thoát mủ ra, và cái việc vỡ màng nhĩ đó nó thủng ở những cái chỗ không thuận lợi, không dẫn lưu mủ tốt, làm cho bệnh kéo dài, cái việc đó mới có dẫn đến là ảnh hưởng đến thính lực của cháu sau này. Vâng ạ. À, như vậy là chị đã yên tâm rồi đúng không ạ? Vâng ạ. À, xin chào chị. Vâng ạ. À, và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với anh Tâm ở Thái Bình ạ. Xin chào anh Tâm ạ. Alo. Vâng ạ. Xin chào anh Tâm ạ. Vâng. Vâng ạ. Anh Tâm ơi, ở ngoài Thái Bình thì xem chương trình sức khỏe của bạn là có được thường xuyên không ạ? Anh đang xem chương trình truyền hình hay là nghe radio ạ? Vâng. Tôi muốn hỏi bác sĩ chút được không? Vâng ạ, mời anh ạ. Anh có nghe rõ không ạ? Nghe rõ đấy. Vâng ạ. Thế thì anh cứ trao đổi trực tiếp với bác sĩ đi ạ. Tôi vừa qua là bị cái bệnh tai là có vấn đề là đi đã đặt ống thông khí đó bác ạ. Vâng. Thế nhưng bây giờ là nghe là nó to quá. Nó váng cái đầu to quá, bác sĩ có hướng dẫn gì cho tôi được không? À, rồi bác anh đang đặt ống thông khí lâu chưa ạ? Đặt được 6 tháng rồi. À, trước đó thì mình bị cái bệnh gì mà đặt ống thông khí đấy ạ? Trước đó là nó cũng viêm tai giữa và xẹp màng nhĩ. À vâng. Được 6 tháng rồi. À vâng. À, thế bây giờ là báo cáo bác sĩ là nghe nó to quá. À rồi, thế này anh này, tức là anh sau khi đặt bị nó nghe kém do xẹp nhĩ ra đặt ống thông khí vào. Thì bây giờ nó nghe rõ mà lại đôi khi là có những âm thanh nó nghe chói tai không chịu được đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Cái đấy nó có một số nguyên nhân đấy, một số nguyên nhân trong cái bệnh mà tiến triển của cái bệnh xẹp nhĩ đấy. Là có thể nó sẽ một số nguyên nhân nó gây ảnh hưởng đến cái phần ở tai giữa và cái phần xương con. Thì giai đoạn đầu của ảnh hưởng ấy nó có thể gây nên một có những cái mà nó làm cho mình là có những âm thanh rất khó chịu và chói tai. Thì nếu như thế thì như vậy là anh phải nên đi kiểm tra lại về vấn đề thính lực, để người ta sẽ đo và sau đó nó sẽ thể hiện rõ được cái phần ảnh hưởng cái gì, và sau đó bác sĩ sẽ khuyên anh là nên tiếp theo, chứ anh không nên để như thế để như vậy là anh phải nên đi khám tiếp luôn anh ạ. Alo. Đã. Anh Tâm ơi, anh có nghe rõ bác sĩ tư vấn không ạ? Vâng ạ. Xin cảm ơn anh đã gọi điện về cho chương trình ạ. Nghe rõ. Vâng. Người rõ là bác sĩ nói là phải đi kiểm tra lại. Vâng, anh phải đi kiểm tra lại. Vâng ạ. Xin cảm ơn đại truyền hình. Vâng ạ, xin cảm ơn anh. À, và chúng tôi xin được kết nối với anh Trần Văn Hùng ở Hưng Lộc ạ. Xin chào anh Hùng ạ. Anh đứng cách xa máy phát truyền hình hoặc là radio mà anh đang nghe hộ bọn em với anh đứng cách xa để gọi điện ạ, không nó bị nhiễu sóng của truyền hình ạ. Nghe được. Alo. Vâng, chào anh Hùng ạ. Đấy. Chào bác. Ở đây. À đây, vâng, anh có nghe rõ không ạ? À, tôi là Hồ đấy. Vâng ạ, bác không nghe rõ ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bác ạ. Và bác có thể gọi lại cho chương trình sau khi đã đánh xa máy thu phát để tránh cái nhiễu sóng của truyền hình và chúng tôi có thể nghe rõ bác nói ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bác ạ. Và xin được nêu câu hỏi tiếp theo là của chị Nguyễn Thị Vinh ở địa chỉ vinhandta@gmail.com hỏi ạ. Em bị ù tai trái, lúc nào cũng nghe tiếng ro ro trong tai mà sức nghe cũng kém hơn tai phải. Đi khám bệnh thì bác sĩ cho đo thính lực và kết luận nghe kém dẫn truyền độ 4. Xin hỏi bác sĩ là bệnh em có thể trị hết không ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho chị Vinh ạ. Vâng. Thường thì khi đi khám đo thính lực mà kết luận là nghe kém dẫn truyền thì tất cả những cái nghe kém dẫn truyền là gần như là có thể chữa được. Tức là nghe kém dẫn truyền là thường nguyên nhân nó nằm ở cái phần từ tai giữa trở ra. Và thì với kỹ thuật khoa học hiện đại á, gần như là có thể can thiệp được hết, có thể chữa được, cho nên là xin mời chị đến các cái cơ sở tai mũi họng điều trị có uy tín á, người ta sẽ tư vấn để có cách điều trị, có thể là dùng thuốc men hoặc có thể là phải can thiệp phẫu thuật để điều trị cho chị được.
Vâng ạ, chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang câu hỏi của anh Lê Hoài Anh ở địa chỉ hoaianh63@gmail.com. Thưa bác sĩ, cách đây khoảng 20 năm tôi đi lao động ở Đông Âu và có kiểm tra thính lực. Bác sĩ nói hơi kém và xếp cho tôi lao động ở vị trí đỡ tiếng ồn. Dạo này nhiều khi người khác nói tôi nghe hơi khó, nhất là những khi bị viêm họng, thời tiết thay đổi hay mệt mỏi. Mới đây tôi đi kiểm tra thính lực thì lại bình thường. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi là nên làm thế nào ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho anh Hoài Anh. Các bệnh lý ở tai thì nó sẽ liên quan đến bệnh lý ở mũi họng rất là nhiều. Vì thế cho nên là mới có một cái chuyên khoa gọi là chuyên khoa tai mũi họng. Bởi vì nó các cái niêm mạc ở vùng tai mũi họng đều nó đều là một loại niêm mạc nó phủ lên cái các cái cơ quan đó, cho nên bệnh lý rất liên quan với nhau. Cho nên những cái viêm nhiễm ở vùng mũi họng ảnh hưởng đến tai rất là chuyện rất là bình thường. Đấy, cho nên là để mà chữa cái bệnh này ấy, thì tốt nhất là anh sẽ phải đi khám để giải quyết tất cả những cái viêm nhiễm mãn tính ở đường mũi họng. Thì còn nếu mà để nó viêm đi lại nhiều lần thì sau này tai của anh sẽ bị ảnh hưởng. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với anh Hương ở Thái Bình ạ. Xin chào anh Hương ạ. Xin chào anh Hương ạ. Dạ vâng. Vâng ạ, xin chào anh ạ, anh nghe có rõ không ạ? Dạ em nghe rõ rồi, em đang ngồi trước tivi đấy. Vâng ạ. Anh ơi, có tiếng vọng của tivi vào ạ, cho nên là nhờ anh cầm điện thoại tránh xa tivi một chút ạ. Để trao đổi cùng chúng tôi, vâng. Vâng. Dạ, có ạ. Vâng ạ, anh có thể trao đổi trực tiếp câu hỏi của mình với bác sĩ đi ạ. Vâng, vâng. Dạ, vâng. Vâng. Vâng, em muốn hỏi bác sĩ là em hiện nay là có một tai rất khó nghe, một tai thì bình thường, còn một tai thì là khó nghe, thì cách đây năm ngoái thì nó ra nước. Thì em có đến bệnh viện Lâm Hoa ở thành phố Thái Bình, thì người ta xông hay là người ta cho cái thuốc gì vào nhưng mà đau không chịu được, rồi em không điều trị nữa. Đến năm nay thì một tai rất khó nghe, một tai thì dễ nghe. Thì em hỏi bác sĩ chí xem là bây giờ tai của em là một bên khó nghe, một bên thì dễ nghe, thì nó là bệnh gì hoặc là điều trị làm sao ạ? Thực ra thì anh hỏi thế là cũng là khó rồi. Tôi đã nói trước từ đầu chương trình, tức là rất là nhiều nguyên nhân dẫn nghe kém. Tuy nhiên á, thì có thể hướng cho anh một tí thế này. Tức là từ năm ngoái anh tai anh bị chảy nước, có đúng không ạ? Vâng. Chảy nước. Thì như vậy là có biểu hiện một cái viêm nhiễm. Một cái viêm nhiễm thì sau đó thì tai nó khó nghe. Thì một cái viêm nhiễm thì mình có thể chữa được, có thể phục hồi thính lực được. Thì như vấn đề ở chỗ là mình sẽ khám xem mức độ viêm nhiễm nó thế nào, nó tổn thương mức độ đến đâu, và bác sĩ sẽ có những cái lời khuyên cho anh một cái cách thức chữa thích hợp. Nhưng mà anh phải đi khám ở Thái Bình thì cũng có nhiều cơ sở khám chữa bệnh tốt đấy. Anh lên những cái cơ sở lớn á, để có người ta có đầy đủ các thiết bị, người ta kiểm tra cho mình đầy đủ và có thể chữa được đấy anh ạ. Như vậy đấy thì là như bác sĩ đấy nói là ở tai giữa hay là tai trong hay là tai ngoài như cái bệnh của em ấy. Thực ra chưa khám thì chưa khẳng định được, nhưng mà tôi có thể hướng đến cho anh là anh khả năng bị ở tai giữa đấy. À, vâng. Vâng. Tức là màng nhĩ là không phải gì đấy. Có đấy, có thể bị đấy, bởi vì nó đã viêm chảy nước ra thì có thể màng nhĩ nó bị ảnh hưởng lắm đấy. À đấy. Vâng. Vâng, mà nó khác với lại tai bên kia. À thì đúng rồi, bây giờ nó nghe kém nó sẽ khác nhiều đấy, nhưng không phải khác đâu. Nó sẽ khác vâng, nhiều. Vâng. Vâng vâng. Vâng. Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn anh đã gọi điện về cho chương trình ạ. Vâng, em cảm ơn chương trình ạ. Vâng ạ. Chào anh. Và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với vị khán thính giả ở Nam Đàn ạ. Xin chào anh ạ. Vâng. Anh ơi, anh nghe có rõ không ạ? Đây đây ạ, nghe rõ lắm. Vâng ạ, thế thì anh có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ đi ạ. Anh có thắc mắc gì ạ? Vâng, em không biết ạ. Anh nghe rõ một tí ạ. Vâng. Không nghe nào. Anh nói đi ạ. Vâng, alo. Vâng. Có thể nghe rõ không ạ? Có nghe rõ đấy ạ, anh có thể trao đổi đi ạ. Rồi, bảo chứng có đi ạ. Năm gần em lập về nhóm nghe đây. Anh nói chậm, rõ một tí ạ. Nghe không rõ. Rõ ạ. Anh nói lại ạ. Rồi, có cái em của cả bạn trên nhé. Nó tới 3 phút nữa. Không có một số, không có một số, không phải như là bên nhỏ đến đây, không phải như là.
rõ nghe rõ. Anh ơi, con nghe rõ anh ạ. Anh có thể đổi. Vâng ạ. Bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển sang câu hỏi khác và anh có thể đổi điện thoại và gọi lại cho chương trình được không ạ? Vâng ạ, vì là nghe ở đây nghe không rõ ạ. Vâng ạ, vâng ạ, xin chào anh và xin cảm ơn anh ạ. Và chúng tôi xin chuyển sang câu hỏi của anh Trần Hữu Hoàn ở Quỳ Hợp ạ. Tôi mới làm việc trong một xưởng chế biến đá được 2 tháng. Tôi nghe nói làm trong môi trường tiếng ồn như thế này một thời gian dễ gây lảng tai, điếc tai. Xin hỏi bác sĩ có nguy cơ đó không và làm thế nào để phát hiện ra mình bị nghe kém để điều trị kịp thời và có thể tránh được việc bị nghe kém trong trường hợp như thế này không ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho anh Hoàng. À, cái môi trường tiếng ồn ấy là một trong nguyên nhân nghe kém mà người ta nay người ta có thể gọi là cái bệnh điếc nghề nghiệp, nghe kém nghề nghiệp. Tức là mình làm việc ở trong cái môi trường tiếng ồn quá mức thì dẫn sẽ mặt một thực tế với một thời gian kéo dài thì sẽ dẫn đến nghe kém. Và cái triệu chứng ban đầu như lúc ban đầu chương trình tôi đã nói rồi, tức là mình cảm thấy bắt đầu khó nghe, nói chuyện với người khác thì mình luôn luôn phải yêu cầu người ta nhắc lại một vài lời, một vài từ gì đó. Đó những cái biểu hiện ban đầu mình khó nghe. Thế thì khi mà đã như bị cảm giác bị như thế rồi mình phải đi khám xem mình đã bị chưa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai để phòng tránh thì thứ nhất đó, tốt nhất thì mình xin chuyển môi trường công tác thì để cho nó không bị nữa. Hoặc là nếu bắt buộc phải làm trong môi trường đó thì mình phải đeo cái bịt tai hoặc là có những cái núm tai chuyên dụng đeo vào để khi làm để giảm cái tiếng ồn kích thích vào tai. Thì như vậy là mình sẽ phòng tránh được cái bệnh đó. Vâng ạ. À, liên quan đến vấn đề làm việc trong môi trường tiếng ồn thì có thêm một câu hỏi của anh Hồ Tân ở Quỳnh Lưu hỏi là có phải những người làm trong môi trường tiếng ồn ảnh hưởng đến khả năng nghe thì được hưởng chế độ phụ cấp độc hại không? Và xin bác sĩ tư vấn giúp là mức độ như thế nào thì được hưởng chế độ này ạ? Những người, người ta, nhà nước mình đã quy định nhé, khi cái bệnh, một trong những cái bệnh hưởng cái phụ cấp nghề nghiệp là đã bệnh nghe kém. Thế tuy nhiên thì thứ nhất là mình phải thực sự làm trong môi trường tiếng ồn. Và cái môi trường đó thì sẽ được cái viện vệ sinh lao động, người ta sẽ về người ta đo xem cái môi trường là tiếng ồn có đủ cái mức độ ồn có đủ cái ảnh hưởng đến cái thực sự đến sức nghe của anh hay không, hay là anh bị vì nguyên nhân khác. Và nếu đúng cái môi trường đó là môi trường ảnh hưởng đến rồi và anh bị thì chắc chắn là anh sẽ được hưởng, và cái đó anh sẽ làm hồ sơ sang chỗ giám định sức khỏe, người ta sẽ có cái chế độ cho anh. Vâng ạ. À, thời gian còn lại thì chúng tôi xin mời bác sĩ có thể đưa ra một số lời khuyên với khán thính giả để có thể phòng tránh được cái bệnh nghe kém. Phòng tránh bệnh nghe kém tức là mình phòng tránh các nguyên nhân nghe kém. Thế thì hiện nay những nguyên nhân thông thường hay gặp phải mà khi không phải gặp bệnh lý về tai mà mình vẫn có thể gây một cái nghe kém, đó là mình làm việc ở trong môi trường tiếng ồn. Đấy, hoặc là cái thói quen nghe những âm thanh quá lớn với những cái buổi hòa nhạc rất là lớn, hoặc là những thói quen nghe phone nhạc và sau đó mở quá mức lên, thì một thời gian ngắn thôi thì sẽ dẫn đến cái bệnh nghe kém mà đáng la thì mình không mắc phải. Ngoài ra thì đối với trẻ con á, thì cái bệnh lý về tai thì nó liên quan đến rất nhiều các bệnh lý về mũi họng. Thế cho nên đối với trẻ con để phòng tránh các bệnh lý về tai á, thì mình phải phòng tránh tốt các bệnh lý về mũi họng cho trẻ em. Đấy. Thế còn ở những người tuổi già thì khi mà phát hiện nghe kém rồi á, thì mình cố gắng là mình sẽ đi kiểm tra và để bác sĩ người ta sẽ chỉ định cho những cái máy đeo thích hợp để mình nghe ngay từ đầu thì mình sẽ đỡ bị ảnh hưởng đến cái sau này là mình cái điếc của mình sẽ nặng lên. Vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình này ạ. Vâng ạ. Quý vị có thể nghe lại chương trình, xem lại chương trình vào lúc 14:15 chiều thứ hai tuần sau trên sóng truyền hình NTV và nghe lại chương trình vào lúc 7:00 sáng chủ nhật hoặc 7:00 sáng thứ năm tuần sau trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể xem lại trên website truyenhinhnghean.vn hoặc nghe lại trên radiovietnam.vn. Trong chuyên mục sức khỏe của bạn tuần sau, chúng tôi sẽ tư vấn về chủ đề phòng và điều trị các bệnh về đường hô hấp ở trẻ. Quý vị có thể gửi những câu hỏi thắc mắc liên quan đến bệnh phòng và điều trị các bệnh về đường hô hấp của trẻ qua đường bưu điện về địa chỉ chuyên mục sức khỏe của bạn Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc email sức khỏe của bạn ntva@gmail.com. Quý vị có thể gọi điện thoại đăng ký tư vấn vào số 0386262999. Xin được cảm ơn công ty cổ phần dược phẩm OBC đã tài trợ cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.